Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo VietNamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Tổng thống Pháp Macron tuyên bố chấn động châu Âu, NATO lập tức gửi thông điệp nóng. Quan chức Ukraine tiết lộ chiến thuật mới của tàu ngầm Nga trên Biển Đen. Canada chuyển 2.000 tên lửa không đầu đạn cho Ukraine. Ngày 13 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng rằng Pháp sẽ tiếp tục là thành viên chủ chốt của liên minh quân sự này, ngay cả khi có khả năng chính phủ cực hữu lên nắm quyền sau cuộc bầu cử sắp tới. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels của Bỉ, ông Stoltenberg tuyên bố, bất kể các đảng phái khác nhau được bầu và các phe đa số khác nhau ở Quốc hội, chúng tôi vẫn luôn thấy rằng các đồng minh NATO vẫn cam kết với liên minh vì đây là lợi ích an ninh chung của mỗi thành viên và mọi đồng minh. Người đứng đầu NATO nhấn mạnh, vì vậy tôi hy vọng Pháp vẫn là một đồng minh tin cậy và quan trọng cả trong tương lai. Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 9 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây ra làn sóng chấn động khắp châu Âu khi tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử trước thời hạn sau khi Đảng Tự do của ông thất bại nặng nề trước Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia, gọi tắt là RN, trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Ngày 12 tháng 6, ông Macron cáo buộc Đảng RN do đối thủ Marine Le Pen lãnh đạo là mơ hồ về Nga và có ý định rời NATO. Đảng của bà Le Pen trước đó đã chủ trương rời bỏ cơ cấu chỉ huy quân sự do Mỹ dẫn đầu, nhưng không rời bỏ hẳn khỏi liên minh này. Gần đây hơn, các nhà lãnh đạo của RN đã gợi ý rằng họ sẽ không thay đổi vị thế của Pháp trong NATO khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang diễn ra. Mới đây, một quan chức hải quân Ukraine đã hé lộ chiến thuật mới của tàu ngầm Nga trên Biển Đen. Cụ thể, ông Dmytro Plitenchuk, người phát ngôn hải quân Ukraine cho biết, các tàu ngầm Nga đang ở đó và chúng luôn phiên tuần tra. Đây là chiến thuật của Nga, họ duy trì sự hiện diện của tàu ngầm để đảm bảo sự sẵn sàng ở Biển Đen. Vị quan chức hải quân Ukraine cũng nói thêm rằng Nga có 4 tàu ngầm ở biển Azov và Biển Đen, 3 trong số đó được trang bị tên lửa hành trình Kharkiv. Trước đó vào ngày 10 tháng 6, Hải quân Ukraine cũng đã đưa tin về việc Nga triển khai hàng loạt tàu chiến mang tên lửa Kharkiv tới Biển Đen và Biển Azov. Quân đội Nga có thể nạp đạn cho các tàu ngầm ở Novorossiysk mà không phải quay trở lại căn cứ ở Sevastopol. Trong một chia sẻ mới đây, quan chức Canada cho biết nước này có kế hoạch chuyển 2.000 tên lửa không đầu đạn cùng một số loại vũ khí khác cho Ukraine. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair cho biết, các chuyên gia Canada đã dành vài tháng để kiểm tra và đảm bảo hoạt động an toàn của các tên lửa không mang đầu đạn này. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Canada cam kết hỗ trợ 14 tỷ đô la Canada, tương đương với 10,2 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, bao gồm 4 tỷ đô la Canada, tương đương 2,92 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự. Trước đó vào tháng 3 của năm nay, quan chức Canada tiết lộ Ottawa đã tiến gần đến việc đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp cho Ukraine tên lửa không điều khiển CRV-7. Theo báo cáo, Canada sở hữu hàng chục nghìn tên lửa loại này, nhưng không phải tất cả chúng đều được trang bị đầu đạn. Phát triển bởi Bristol Aerospace, CRV-7 là một trong những tên lửa không đối đất mạnh nhất được các lực lượng quân sự nhiều nước trên thế giới sử dụng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tên lửa được thiết kế để triển khai từ trực thăng và máy bay chiến đấu, là loại tên lửa động cơ nhiên liệu rắn. CRV-7 có chiều dài khoảng 2 mét, trọng lượng 14,5 kg. Khi được trang bị đầu đạn, trọng lượng của tên lửa đạt 20 kg. CRV-7 có thể đạt vận tốc tối đa Mach 2, tương đương với 2.450 km/h, nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh, khiến nó trở thành một trong những tên lửa không đối đất nhanh nhất hiện nay. Quân đội Ukraine hôm 12 tháng 6 vừa tiến hành cuộc pháo kích chết chóc vào tỉnh biên giới Belgorod của Nga, trong khi cùng ngày, Moscow cũng tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn chủ yếu nhắm vào Kiev bên cạnh một số khu vực khác của Ukraine. Ukraine pháo kích chết chóc vào Belgorod. Theo Reuters, một dân thường đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương do pháo kích của Ukraine ở thị trấn Shebekino thuộc vùng Belgorod của Nga. Ông Vyacheslav Gladkov, Tổng thống Belgorod giáp biên giới Ukraine cho biết hôm thứ Tư 12 tháng 6, người đàn ông đó đã tử vong ngay tại chỗ vì bị thương quá nặng trước khi nhân viên y tế đến. Ông Gladkov cho biết trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, đồng thời cho biết thêm 2 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu và điều trị. Vụ pháo kích bằng hệ thống tên lửa phóng loạt của Ukraine cũng làm hư hại 6 ngôi nhà dân cư và 11 tòa nhà chung cư. Reuters không thể xác minh độc lập báo cáo, không có bình luận ngay lập tức nào từ phía Ukraine. Cả hai bên tham chiến đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến nổ ra kể từ tháng 2 năm 2022. Kiev cho biết các cuộc tấn công của họ vào lãnh thổ Nga nhằm mục đích làm suy yếu các nỗ lực chiến tranh của Moscow bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông. Cuộc pháo kích chết người vào Belgorod hôm 12 tháng 6 diễn ra ngay sau cuộc tấn công của Ukraine vào một kho đạn dược và thiết bị quân sự quan trọng của Nga ở tỉnh Belgorod bằng hệ thống tên lửa HIMARS. Theo Uawai, các nguồn tin của Nga cũng đã xác nhận quân đội Nga đã thiệt mạng đáng kể sau khi lực lượng Ukraine tấn công kho quân sự công binh vùng Belgorod. Ngoài ra, Ukraine cũng tấn công các cơ sở quân sự của Nga ở Senchano, quận Rakhianivsky, cách biên giới vùng Sumy khoảng 30 km. Các báo cáo chỉ ra rằng người Nga đã sử dụng kho quân sự để cất giữ vũ khí, đạn dược và thiết bị kỹ thuật cho tập đoàn quân miền Bắc của Nga. Quân đội Ukraine đã phóng ít nhất 2 tên lửa HIMARS trong cuộc tấn công và khiến ít nhất 5 xe tải quân sự Uran-4320 bị phá hủy, cùng với 2 phương tiện khác bị hư hỏng. Một xe bọc thép chở quân BTR-82AM cũng bị phá hủy. Các vụ nổ thứ cấp sau đó cũng khiến quân Nga thiệt hại khoảng 5.000 đơn vị đạn dược, bao gồm mìn TM-62, BMN-2, MON-50, OZM-72, thuốc nổ TNT và các chất nổ khác. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại về nhân sự tại kho vũ khí Nga. Nga tấn công lớn vào 6 khu vực của Ukraine. Ukraine cáo buộc sáng 12 tháng 6, lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Nga được cho là đã bắn hàng chục máy bay không người lái và tên lửa, từ ít nhất 3 máy bay ném bom chiến lược, chủ yếu nhắm vào Kiev bên cạnh một số khu vực khác của Ukraine. Cuộc tấn công có sự tham gia của 4 tên lửa hành trình X101, X555 được phóng từ máy bay chiến lược vùng Saratov, một tên lửa đạn đạo Iskander từ Crimea và một tên lửa X47M2 Kinzhal từ vùng Tambov. Ngoài ra, 24 máy bay không người lái tấn công Shahed 131, 136 đã được Nga phóng từ Jev và Primorsk Asta. Lực lượng không quân Ukraine đã đánh chặn thành công 5 trong số 6 tên lửa và 24 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công. Các đơn vị tên lửa phòng không thuộc lực lượng phòng không Ukraine và lực lượng phòng vệ Ukraine cũng đã được triển khai ở các vùng Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Poltava, Kharkiv và Vinnytsia để vô hiệu hóa và đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Ông Serkiboko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự ở Kiev, báo cáo rằng thành phố đã hứng chịu một cuộc tấn công phối hợp nặng nề, cảnh báo trên không kéo dài khoảng 2 giờ và một số vụ hỏa hoạn đã xảy ra. Một số công trình bao gồm một cơ sở công nghiệp, nhà kho, nhà riêng, nhà xăng và nhà để xe đã bị hư hại. Tuy nhiên, ông Popko lưu ý rằng tất cả các mối đe dọa trên đều đã bị chặn. Ukraine mong Nga sẽ dự hội nghị hòa bình lần 2. Trước hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về hòa bình Ukraine, Kiev cho biết họ muốn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh lần 2 để tiếp nhận lộ trình đã được quốc tế thống nhất nhằm chấm dứt xung đột. Moscow tuyên bố không quan tâm đến hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tuần này, trong khi Ukraine muốn đạt được một số kết quả cụ thể từ hội nghị để tiến tới thượng đỉnh lần 2. Ông Andrei Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, kinh nghiệm tồi tệ từ các cuộc đàm phán trước đây với Nga trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022 cho thấy cần phải chấm dứt xung đột trên nền tảng được quốc tế ủng hộ ngay từ đầu dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Yermak nói với báo chí, đối với hội nghị thượng đỉnh lần 2, chúng tôi sẽ làm việc với tất cả các đồng nghiệp, với tất cả các quốc gia muốn tham gia. Chúng tôi đang tìm kiếm khả năng mời đại diện của Nga cùng nhau trình bày kế hoạch chung trong hội nghị thượng đỉnh lần 2. Quan chức này cho rằng quan điểm được 100 quốc gia trở lên từ mọi châu lục ủng hộ sẽ là một kế hoạch thực sự và sẽ rất khó bác bỏ. Hơn 160 quốc gia và tổ chức quốc tế được Thụy Sĩ mời tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Bukenstock. Đến nay, có hơn 90 quốc gia và tổ chức đã xác nhận tham gia. Khoảng một nửa trong số đó sẽ cử nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ và khoảng một nửa đến từ châu Âu. Ngày 10 tháng 6, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amhart cho biết mục tiêu của hội nghị sẽ tìm ra con đường hướng tới nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Hội nghị sẽ đề cập đến quyền tự do hàng hải ở Biển Đen và tù nhân chiến tranh. Ông Yermak nói, chúng tôi nghĩ rằng nó đã thành công vì có số lượng lớn các quốc gia từ khắp các châu lục tham dự. Trong số những nước gần gũi với Nga, Trung Quốc không dự hội nghị, còn Brazil và Nam Phi cũng có khả năng vắng mặt. Ông Yermak nói thêm, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe lập trường của Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tham gia vào quá trình này là rất quan trọng. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo VietNamNet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.